bao yên tâm đi. Sao? Ok. Có gà không? Có dưa leo, mang dưa leo đi, sắp dưa leo. Hả? Dưa leo không? Dưa và gió không? Dưa leo và gió không? Ừ, cái dưa leo cái gió. Em mời mấy tình yêu ăn cơm với em nha. Giờ này chiều ông An ổng đi tưới cây làm đồ ăn rồi xong rồi em hai chồng tắm rửa xong rồi hai chồng em mới ăn cơm, mới ăn cơm thì vừa tắm xong đó, bây giờ ăn cơm. Em mời mấy chị mấy anh nào chưa ăn cơm với Hà của anh nha. Rồi hai chồng sống gì cũng đơn giản đó chị ạ. Ngày mai chị hai phải ra làm đỡ nấu cơm nấu nước rồi. Hello Nguyễn Hiếu. Ông An không có ăn rau, ăn gác gì chưa hết. Bị khó hả? Hư rồi, bỏ à? Hư chân à? Giúp cuộc thịt kho, à không ăn được gì chứ, hư mẻ chân à? em làm hư chân. Ngon lắm, em làm ngon lắm, nhưng mà có cái là nó quá mỡ. Và hương thâm là lần thứ hai bị ấy nữa. Cái này là thịt luộc có bánh chè chiên, nước mắm với cái nước nấu này nè. Em cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn chị Đặng Hải quá. Mấy anh chị cho Hà Quang xin một like nha, một like thôi nhé, bẹt bẹt lên cho Hà Quang. Ông An không thích ăn hộp vịt. Ông An hộp vịt ông gớm cực kỳ. Nè cái hộp vịt này bà ăn rồi ông là ăn chung với ông là ông ghét lắm, không chịu đâu. Ăn chở vậy chị, đúng rồi, tại vì có hai vợ chồng mà. Em thấy chứ, ăn thịt luộc cái đói bụng ngang. Nè thịt luộc nè, mà em thì em thích mỡ nhiều hơn. Nè chồng em sắc cái này ra cho em. Dưa leo, cà chua, đúng rồi. Đó. Cái mắm chồng làm ngon quá. Không ngọt không? Vừa em ăn. Này không mặn. Cho em pháp mặn mà. Nói chung vừa ăn với em mặn với anh. Đúng rồi, có ăn thêm miếng đường không vậy? Có mật rồi. Ý qua mà mới chuyện cơm ha. Rồi vô làm đồ bếp rồi. Rồi Cường Lê rồi nghe cục vàng hơn. Mấy anh đừng có ăn cái thịt cái nhiều cưng. Ông An ăn thịt nhiều, bây giờ ông An quá béo luôn. Mà bây giờ là hút béo luôn. Lỡ bữa nay đi mời tính với chị ạ. Nữa ha. Ngày nữa đi. Ngày nữa ha. Ngày nữa đi mấy chị ạ. Mấy người mập thôi có cái động lực ngày vậy. Tết ra bữa mùng 1 cũng về rồi. Anh An này có bụng bia rồi hả? Ừ, thịt kia ăn khác rồi chưa? Rồi, ngăn đi. Rồi, em ăn cái này được, anh ăn. Ừ, thịt kia đây ngon. Ờ. Này. Dạ. Em, tôi đục cái hết anh đang rồi. Rồi, phải ăn cái khác không ạ? À? Món gì ngon vậy? Thịt kho vịt, cái quần trồng mà coi. Thịt luộc. Thịt luộc. Có đùa không? Có nói là không?
Biết bị ám ảnh với thịt kho hột vịt. Không phải là thịt mặt nha bà, cứ ăn được mặn ngay mặt hả? Lẽ ăn em mặt chị. Dạ em mời mấy chị. An có bụng to, cái em cái ấy ngắn hả? Chị vô chị để hình thật nói chuyện nghiệp hoài, dặn chị nghe. Số 9 vậy? Đúng rồi. Cơm bia. Mà cứ vào. Cảm ơn từ thấy, ông cứ dậy. Thấy vậy chứ cái cuộc sống của em rất là thoải mái rồi. Đơn giản. Mình đi ra, đi vô. Tước cây. Chăm sóc cây. Làm cỏ làm ơ đồ này nọ mình cảm thấy nó vui lắm. Nó rất là thoải mái, nó vui, em nó thật sự luôn á. Ăn giặt nhiều. Anh có ăn giặt nhiều không? Không, ăn cơm nhiều. Ừ. Có ăn cơm nhiều. Ăn cơm sao bằng em? Anh ăn uống 2 chén. Em ăn đồ ăn nhiều quá. Đồ ăn nhiều. Đồ ăn là rất là lo. Cho ăn là số 1 của Hào Quang. Cho em xin một like nha cục vàng. Cho em xin một like cục vàng đó. Hai em cũng đơn giản. Chiều hai đứa kéo nhau tưới cây, đứa tưới cây, đứa làm cỏ. Xong rồi nấu cơm, đứa nấu cơm thì đứa dẹp đồ, trộn dẹp. Vậy nó thoải mái. Cuộc sống đơn giản. Tầm hôm sáng anh mong nao quá. Cảm ơn Hồng Nghĩa. Hai vợ chồng vậy là quá hạnh phúc rồi. Dạ chúc anh. Nói chung ra là em happy với cái gì hiện tại em đang có. Trời ơi bố giữ anh. Happy là cái gì? Chúc mừng là mừng đó. Happy là mãi mãi. Gì hả? Mãi gì mà. Không. Happy là mãi mãi là gì? Happy là chúc mừng. Chúc mừng đâu phải không? Khỏi mấy chị coi. Happy là chúc mừng. Vậy hả? Ừ. Happy New Year đúng rồi. Sống dậy bình yên vui vẻ. Dạ. Cảm thấy rất là thoải mái luôn. Đây mình cầm nè. Vậy. Không em mang bà. Ba khía ăn với thịt luộc ngon đó chị. Trời ơi ba khía của em. Thôi đừng nói ba khía. Ba khía của em là bây giờ em vô bốn keo. Hết trơn tôi lạnh luôn. Em vô bốn keo luôn. Ừ. Happy là hạnh phúc. Đó, thấy không? Hạnh phúc của em là chúc mừng. Đó, happy là hạnh phúc kìa. Rồi thôi là có nghĩa là mình chấp nhận. Giống happy nó cũng giống như cái lời chờ ơn an cái bớ cái chén cơm cái giờ nhiều quá vậy. Đó thì nó muốn no à. Cái chén này là bằng hai cái chén của ta đó. Em nói thật sự cái chén này là bằng hai cái chén của ta đó chị. Chứ vợ em ăn happy là chúc mừng ý là hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn mấy chị, kìa mấy bà biết tiếng Anh nhiều quá kìa. Có mình dốt mình không biết. À, ok nhất hả? Có hai đứa em dốt mà em không biết happy. Happy là chúc mừng. Mà Phương Đỗ. À, là hạnh phúc đó, có nghĩa là mình cuộc sống mình hiện tại mình cảm thấy thích cái cuộc sống hiện tại. Nhưng bây giờ giả tỷ hai đứa em buồn phóng xuống hồ bơ tẩm. Còn mình quá đầy đủ đi cái mình cảm thấy mình buồn mình chạy qua nhà lá mình ở ngủ trưa. Còn nắng quá mình chạy vô phòng máy lạnh mình ở. Đầy đủ tiện nghi á. Nói chung là mình cảm thấy
nó thoải mái đó chị. Em là phố phường ghê hả? Đó. Cho nên là vui vẻ là dạ. Em cảm thấy không? Nó thoải mái, cái cuộc sống mình cảm thấy nó rất là thoải mái luôn. Nó phải nói là một điều là em chấp nhận, em hài lòng với cái gì mà em đang có. Cuộc sống hiện tại. Ừ. Nó một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to, chúc Hà kêu anh. Dạ em cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị nha. Chúc mừng anh trăm năm hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị. Ăn ngon quá. Dạ. Rồi đây. Em Tết Tết không về, em về thăm mẹ rồi, em về thăm mẹ bữa mùng 1 rồi. Em về. Vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ em là cùng bây giờ cái cuộc sống của mình nó đơn giản vậy đó, nó hạnh phúc không? Nó thoải mái. Ồ, rồi đó. Rồi nhiều đó thôi, em cảm thấy an bài. Ồ. Cuộc sống nhiều người mơ ước. Vậy hả? Em ăn ké chứ mờ nè. Chạy vô. Chạy vô. Chạy vô. Chào hai em, chào Tommy gì nè. Cho em xin một like mới chứ, thả cho Hào Quanh một like nha. Mới chết nào thương thì chia sẻ cho Hào Quanh. Mấy này em thích nè. Đúng, em thích mỡ. Mỡ mà chi chỉ luôn. Mỡ nè, mỡ. Mỡ em ăn mỡ gì nè, em thích lắm. Ừ, mang mập, cứ là mới kiếm cơm quá nhiều rồi. Ăn hết đó. Ừ. Rồi mà em bớt mẹ làm. Ừ. Bây giờ lại bán cho em lại rồi hả? Ừ, em bán là bữa mùng 1 đó mà. Tại giờ năm gọi với em quá đi rồi. Hai đứa em đi quá trời đi không. Đi mà giết mà chậm em chán nghe, luôn á. Em nghe giết rủ em đi du lịch làm ngán, sợ cũng chết luôn. Còn cơm không? Trời ơi, cơm là khỏi chơi nha, một nồi chà bá lửa luôn. Hả? Cái bớ, cái chén, cái cơm, cái thấy cái nò nghe. Ừ bà. Anh hại em á. Nhìn hai bà. Thôi không phải. Ăn đi, năn nỉ. Anh phải ăn hết chén đó đi, năn nỉ. Không ăn không có nổi. Ăn nổi. Ồ, cơm nhiều ngán. Ăn là nhất, lúc nào em đói khác. Nhưng mà tại vì bữa nay chị biết không, những cái món này nó không hợp với em, nó không phù hợp với em. Chứ nhiều đã không hơi hám gì em, cho em ăn dữ lắm. Cả nhà ơi, cả nhà cho Hà Quanh xin một like nha, cả nhà yêu. Ăn đồ hết chứ đó, cưng. Quá cưng rồi. Cưng, không tặng tao gì chứ. Nhắc nữa ha, nhắc tới nổi nóng nữa. Không tặng tao. Không ăn mặt quá rồi. Ông ăn mặt đó. Xin chào. Phương trời xa, phương trời xa xứ. À, bà có chép tin nhắn Messenger trang này không? Không không. Em tôi nó chép. Mấy vậy cứ nhắn đúng cha là được. Thì hợp với kho quẹt thôi nhỉ. Tàu hũ giá hẹ đi. Quên đó. Lâu rồi đó, anh không mua tàu hũ cho em. Tàu hũ. Giá hẹ sao giá hẹ? Giá hẹ. Ơi, chị hai ơi, hai sao? Mà một miếng tàu hũ thôi. Đừng mua nhiều, giá hẹ mua nhúm vậy thôi, đừng mua nhiều quá ngán. Chỉ lâu rồi em biết em ăn gì không? Nè. Cà nướng. Ờ cà nướng, ờ có bếp nè, có bếp nè. Ờ em thèm bắp quá à. Con bắp nó nướng ngon lắm, mơ là em mua than. Nè, có than luôn, có than. Chút nướng luôn. Chút nướng bắp. Trời ơi, phải có mấy chị ở đây nướng bắp ăn vui quá thiệt á. Thôi bây giờ này mồi lửa đâu, không có đồ mồi lửa. Có. Có cây gì đâu mà. Má bà cái miếng giấy đó, giấy thùng đó. Trời ơi, giờ này mà nướng bắp ăn là xuất sắc luôn. Kiều Anh có được An chăm sóc là hạnh phúc rồi. Dạ. Nguyên một bắp luôn. Bắp ngon lắm, bắp ở bên Châu Đốc đem qua cho em á, mà em chưa thấy nữa. Để
rồi chút em nhóm lửa than nước. Nướng đi, nướng, nướng thiệt á, ăn một trái bắp em cũng vui nữa. Cái lò lửa ấy, cái lò củi mình ấy, nha, lỡ hàng nha, ha. Mất đình lò đây. Trời cái lò lò không có sao đâu. Còn không Nguyễn Hồng, Nguyễn Hồng Thọ còn cục vàng không? Kem nám là 350 rồi. Còn chị không nám á dưỡng da, kem nhẵn cưới, không thấy ăn. Dìu tứ cây làm tháo là dưa. Không ăn tháo được. Dưới cây tháo, dưới mang cái này mập luôn, đeo cái chẹt. Ừ, nó hơi chẹt thiệt đó. Tại em đỡ đeo nguyên bộ á, em đeo chứ làm biến đeo á. Cái này là chẻ trâu thôi. Chứ thật sự là chẻ trâu. Thật sự là mình đeo không đeo nó không có nói lên. Nó không có nói lên cái gì trơn á, cho nên là không có liên quan. Ừ. Hà Kiều Anh có so sánh An với khi nào cái dạ không chị ơi, nói chung là cái cuộc sống á, em nói thật sự bây giờ em cảm thấy là rất là thoải mái, hài lòng hiện tại. Kêu An vô cái đọc cái tin nhắn Messenger đi thì sẽ hiểu là sao bà nhắn bên kia đó, bên cái trang mà bà nhắn tôi có trả lời bà đó, sao bà không nhắn. Bà Chelsea Trần nè. Ừ. Rồi tặng cho em một like mấy chứ, bấm cho em một like. Anh có đem điện thoại thôi không? Cho vợ mượn điện thoại coi. Để coi coi. Ê, tôi dừng đúng con kẹt. Tặng cho em một like mấy chứ yêu ơi. Có nãy giờ mấy chị yêu có thả like cho Hào của anh không? Chèn phẹt cơ. Nãy giờ có trăm mấy chục like à. Chắc mày bảo quên thả like cho em rồi đó. Quên thả like cho học anh hả mấy chị. Quên thả like cho em vậy chưa. Không thương em Út vậy chưa. Anh à, biết là miếng quá tàu. Quá không ngon. Không có nổi. Cảm ơn chị An, mọi người thấy rất... Mấy chị thương em cho em xin một like mấy chị ơi. Đi ăn bắp cái gì? Chồng ginh cái lò nướng bắp đi, thả like cho em mấy chị ơi. Để nướng bắp. Giờ này mà nướng bắp chiêu lắm luôn, em nói thật sự luôn á. Em cho mấy chị coi. Anh ginh cái lò củi qua đi. Nè. Giờ này mà cái khung cảnh này chỉ nướng bắp là nó chiêu cực kỳ luôn. Giờ này mà nướng bắp nè. Giờ này là nướng bắp là khỏi có chơi luôn. Em nói thật sự nó chiêu lắm luôn. Đó. Đúng không? Nướng bắp rồi ra hồ bơ à. Ra hồ bơ ngồi ăn nè. Là nó chiêu cực kỳ luôn á. Đúng không? Anh để bột ngọt nó hơi lỡ tay hay gì nữa. Yeah. Anh để bột ngọt. Nè. Trời ơi chồng An, em lấy cái lò ra nướng bắp nè. Cưng ha. Em ăn hết nổi nha. Nhà view đẹp. Dạ view rất là đẹp luôn. Cái view đẹp lắm. Cái view chiêu lắm. Giờ này mà chồng em mà nướng bắp nè, ngồi có hai cái bắp hai bên. Nó cháy bắp không anh? Nè. Nè. Em nghĩ à. Em ăn không có vô. Nè. Đây nè ha. Đó.
có cây bắp luôn, cây bắp thiệt nha, chợ Hiên có bắp thiệt nha, có cây bắp thiệt luôn, có trái bắp luôn, ừ, trái bắp thiệt luôn á, trồng á. À, Hà Kiều Anh cái nuôi cái An khéo quá, em có nuôi đâu mà An tự nuôi đó. À, cái để bụng cái ăn bắp cái chị cái đừng ăn cơm nữa. Ừ, ăn không có vô. Để cho mang nướng bắp ăn đi đó, mình thấy gì đó mình cảm thấy nó hạnh phúc phải không chị, đúng không, đúng không, hạnh phúc còn gì bằng nữa, đơn giản thôi đó. Nó bắt đầu mình ra mình nướng bắp. Cái mọc bên đây nè, mọc thang bên đây nè. Đây thì bệnh rồi. Vậy hả? Để càng ngày càng trẻ. Ừ. Ừ. Thấy không? Em cho mấy chị coi nè. Em đi quay cho mấy chị coi. Cái này là đẹp lắm nè. Đúng kìa. Tiện bà Lâm cái anh có phá cửa không vậy? Có. Tiện bán cái à? Này cái view đẹp không? Điểm mấy coi. Em đi cái thấy cái trẻ đẹp quá à. Chút chút nhỏ nhỏ, chút nho nhỏ ngon miệng. Ủa anh phát cửa hả? Nó à, cái view mà đẹp lắm. Mà con cái con này bữa nay em nghĩ cho nó phun nước rồi. Em không cho nó phun nước nữa. Dạ đúng rồi, chằng trang chứ trang hăng quanh hả? Ừ. Rồi mọi người cho em xin một like đi mấy chế ơi. Ừ. Cho Hà Quanh xin một like nha. Nhúm lửa. Nhúng lửa ra, yeah. Nó có cái bắp luôn, có cái bắp thiệt luôn, bắp nè, ở bên chỗ bắp ta đem qua cho em nướng nè, nè bắp ngon ha, nè bắp nè, nè thấy không, trời trái bành bành không luôn, trời tôi muốn gắn cái trái bắp để đây đây quá, hồ thấy ham quá, này bắp thiệt nha em trồng nè, cái này trồng thiệt nha, bắp này trồng thiệt á. Chị dễ thương trẻ. Rồi mọi người cho em xin một like mấy chế ơi. Mấy chế ơi bấm giùm cho em một like mấy chị ơi. Mọi người cho em xin một like đi. Tối nào thấy An Kiều Anh cái like cái bỏ việc để xem. Trời cảm ơn Ngọc Diệp nha, cảm ơn Ngọc Điệp chứ, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn tấm lòng của chị đã thương vợ chồng em. Để cái lò cái nướng cái ga cái xa cái ngoài một tí, cái để cái khói không không đâu chị, ở đây không phải là cái nhà, ở đây là cái nơi để ăn uống chiêu chiêu, không phải là cái nhà nha, cho nên an tâm đi. Quẹt đâu rồi, quẹt cái tạm để em kéo cái lò xích cho đây nhé.
vô đi. Xanh không đốt rồi anh. Anh không đốt rồi anh hai. Sẵn tay dơ lụm luôn. Sầu riêng hả? Có trồng mà chôm chôm nhãn nhưng mà nó chưa có nó chưa có lớn, ít nhất là khu vườn của chị phải 2 năm. Ít nhất là khu vườn của chị phải 2 năm chị thì nó mới có trái. Em trồng mặn nè, trồng vú sữa nè, trồng hồng nhung nè, trồng xoài nè, trồng nhãn nè, trồng cóc nè, trồng ổi nè. Dạ em có trồng hết. Em có trồng hết trơn à, nhưng mà nó chưa có tới. Nó chưa có trái mà, tại vì cái khu vườn mình mới có hoàn thiện ở đây thôi à, mình trồng nó chưa có trái chị. Chị thấy cái ngôi nhà, cái thấy cái ở cái gần cái ngôi nhà, cái gần cái ngân hàng cái vui hơn. Ngân hàng là nó chỉ tới ngày hai vợ chồng em ở trong phòng không à. Nó không có cái không gian sống như vậy. Cái này là không gian sống của chị. Không gian này không gian sống. Có trồng sầu riêng mặn cục không? Có cả mặn cục nhưng mà không có sầu riêng. Sầu riêng đắt ở đây trồng không có được. Ăn lấy cái bọc cái đốt cái rồi cái để cái thang cái vô cái mau trái. Ừ. Chứ ai đâu mà để cái cục thang lên trước. Trời anh ngùi lỡ á. Anh ngùi cái bọc như vậy nè, đây. Cháy gì chơi. Bữa nào kia ba chở bó củi vô trời. Ta để dài em ngồi sao cháy. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. Ừ, thấy xuống đi. Ừ. Nhím lửa. Trồng cây sơ ri có trái ăn quanh năm đẹp nữa. Ồ ha. Cây sơ ri. Kêu An có lấy cái khăn giấy cái khô á. Vậy bà nội ơi, con nướng bắp bà nội ơi. Ờ ra đây nướng bắp ăn nè bà. Em dở vô chùm lửa là lắm. Trời ơi, tính ra tôi tu với ông sạn rồi đó mà sợ tôi chồng nó không có trái. Cho nên là kêu con Hào đó mà chồng. Sẵn rồi đó mà chúa chồng. Ông chồng dở lắm, không có trái. Ừ. Ông nói chồng chết. Bởi không dám chồng. Cây bử rồi ngày mơ mới chở vô. Ngày mơ con... Hả? Nó có tí nước không? Hả? Nó có tí nước không? Không biết nữa. Đầu gô mày không kêu tưới nước coi chừng bị chết á. Ôi chừng đá cái cây livestream tôi nghe. Mày đưa cái thằng câu. Trời sao tao không thấy à. Ở đây nè mà hát lấy cái ghế ngồi đó. Sao mày không trẻ ra ăn mà mày chờ mày nhúm gì ba đờn chưa cháy nữa. Trẻ. Con Hào nó nhúm hay lắm má. Tao trẻ mấy này ra nè, tao chắc dụm lại rồi cái bột mũi tao mới để chiếc giữa. Vậy hả? Ừ. Nó mấy mau cháy gì mà chừng gì mình lại có cái dao không lấy dao trẻ ra. Lấy đầu đập. Còn thang còn cái nhiêu thang đó. Lấy cái để cái gì cái lên đúng cái bếp. Cái bỏ cái thang lấy cái lên cái bếp cái ga cái cho nó cháy. Đập được sao? Đập được mà đi nó sẽ nó bể nhỏ nhỏ. Sơ ri vitamin. Sơ ri. Trái sơ ri là khác, trái cherry là khác nha chị. Sơ ri là nó chua. Còn cherry là nó ngọt, mà cherry nó mới có vitamin nhiều. Quê chị Tam Nông Tràm Chim. À, mới lần về cứ muốn ghé cái tặng cái nhà em cũng mua. Trời ơi nè chị ghé nghe, nó giáp với An Phước. Chị lên tới tới cái cua quẹo An Phước đi, chạy về cái hướng về Hồng Ngự. Nó có chị hỏi cái xăng 24 giờ, cái xăng 24 giờ là chị ghé là cặp cái xăng là nó có cái nhà của em. Ờ thằng Hào biết nó chậm mà nó chơi nguyên cục cồn vô vậy nó cháy lẹ đó. Vậy hả? Có lót cục cồn dưới á. Nó mua đặng nó nhúm lửa rồi mà, nó mua cồn mà nhúm lửa. Ừ. Tao nhà tao nhúm lửa không nè. Trồng cây cà na Thái cũng ok. Có, ngoài sau có cà na luôn, có cây cà na luôn. Có.
Má chồng hả? Ừ, mé chồng em. Lâu lắm mà mới thấy ba lên like. Chế đọc bình luận cho Xuân. Chị vô chị, em nói thật sự chị luôn, em đọc vậy là chị mừng đi chị. Em đọc chữ mới thánh thằng ô, bà có tin một người mà học lớp 1 mà biết chữ là mà chưa mà. Có học hết lớp 1. Chưa có hết lớp 1 nữa. Bắt này đó, trời bắt một bọc kìa bọc ngon. Bắt ra nướng. Thôi bẻ cái này em ăn. Bẻ, có để mày lợi lộn với tao quá, mày bẻ không để, tao để khô luôn đó. Khô. Để khô. Thôi thôi tôi không có đợi tôi khỏe đâu. Cái già đó, thôi, tôi để cho nó đẹp cái nhà tôi, cô bớt vô cô hại tôi. Cái gì? Thôi rồi em lộn lộn tao. Thôi em bẻ em trà trộn đi trong đây. Thôi đi. Thôi cái này mày bắp nếp đâu? Tẻ. Em có trồng cái nhà em trồng 4 cây bắp. Hôm nay có bán kem không? Dạ ngô thanh ngô thu thanh. Có chị mua cho em số thoại liền cục vàng hơn. Sorry cũng có loại ngọt nha. Ừ thì gì đó. Ấp bích đâu? Cái gì? Ấp bích đâu? Ủa ấp bích đâu nó mới không nghe tiếng đâu. Nó quải tai má sách mang. Đúng rồi đó, tôi vừa có nói cái sorry đó chứ đâu có nói chơi đi Việt Nam. Cái có người cái đẹp cái hôm cái bữa cái mua cái hoa cái nửa kìa. Có người đẹp hôm bữa mua hoa nửa kìa là gì? Nhiều chất nướng đủ. Không đủ đâu. Có nhiều đi dễ đủ lấy thêm đi. Mỗi hai vô nữa. Anh xách nguyên bọc ra đi, than không ướt đâu. Than mấy đàn bà đẻ người ta còn ngâm nước nữa. Cho đừng nổ đúng không? À cái mặt cái quấy cái dầu cái mới cái đẹp. Trời ơi tôi mặc quấy chứ mặc gì chị ăn nè. Nướng nguyên giỏ luôn mà lấy cái gì? Nướng lấy cái gì nè. Cái cho em cái làm cái kem dưỡng cái có cái tặng gì không? Không có tặng, tặng là giả nha chị, cho em số thoại đi chị, không có tặng. Chị kế bên đó. Kế bên hả? Qua bên em chơi nè, qua nhà em chơi đi, qua không? Qua nhà em chơi nè, ăn bắp nè, bắp nướng. Qua nhà ăn bắp nướng cục vàng. Ừ. Mua một phi đó. Mua một giờ phi đó là gì? Ủa nhà chị ai lỡ chị mừng lắm, thiệt. Chị ở trong đồng á. Ngồi về cái yêu. Lệch máu. Cái xả tóc ra cho đẹp, chị vô chị xả tóc ra nó bực bội lắm, mình cuốn gì cho nó gọn gàng đi chị ơi, kệ đi, ai đủ mình đâu mình sợ. Tôi cũng có trồng cái cây cherry với cherry vậy hả? Ừ. Cherry sao cả được đó? Nước ngoài, bán nước ngoài. Rồi cho em xin một like chị ơi, cái con này ngày nay nó đâu ở đây má? Nó ăn cơm rồi nó biến tới giờ luôn má. Ờ. Quá trời ai đủ mày hớt tóc rồi nhậm tóc. Là tóc đen thần tí à. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Là anh bán hoa cho em á hả? Anh bán hoa cho em đúng không? Trời nhớ. Thịt luộc đó. Con này nè. Cho em ăn với chế rồi cái ngon. Cái mẹ cái chồng có anh Lai. Cái chồng anh Lai. Hai đứa nó gặp nhau cái lộn. Cái ở cái trước nhà cái trồng cái cây cái sa la. Cái bông đẹp lắm. Cái tha la hả? Thôi không có dài. Cái tha la hả? Thôi, cây tha la là ở trong chùa bà nội vô đem về trồng cho ma quỷ không đi. Cái ngồi cái bán hàng cái yêu cái cu cái gọi cái ly bán cái cho bà xã mình hộp kem nám đi. Dạ cho em cái số thoại đi anh Vũ Đặng ơi, cho số thoại đi cục vàng. Ở có cục cờ mà xong nhắm khép cái càng vô đi bà nội nhà ngồi gì sao mà khép được. Tao biết. Cái mình con cá phải gắn cái đầu hào vậy đốt cũng chết. Cho một cái số thoại cục vàng à, xui chui cái xuống cái gầm cái xe cái nằm cái lai đi chị gầm xe nè à, kia kêu hào vô nhúm cho bà nội mày đổ xăng vô đi hào hết còn rồi có hoa hồng cho cái cầu vòng nữa chưa chị ơi về từ từ bả trời ơi ông nội hai ba số chứ à ok xinh quá. Bắp
kem em còn ít nữa, còn mấy ngàn hộp nữa là hết rồi mấy chị ơi. Răng bà vàng hả, tại cái áp nó vàng chứ răng em đâu có vàng đâu. Kem em làm, tại vì kem em là đợt này là đứt hàng luôn á mấy chị, đợt này là không có hàng nha, bên em không có nhập hàng nữa nha mấy chị. Kem kem nám với kem dưỡng á là bên em không có nhập hàng nữa, cho nên mấy chị nào đang xài đó mấy chị mua giùm em nha. Đau mà nặng cái gì á. Nè mình làm nó kìa, bớt đứng lại đây. Chọc nhỏ qua đi. Chọc nhỏ mày. Mình mua kem mình cho em số thoại mấy chị. Làm gì mình nhúm nữa hả? Cái thùng đó. Cái kéo, cái kéo, cái xì, cái dắt, cái đi chế. Ông nào bây giờ, ông nào huy. Thả like giùm em mấy chị, cho em xin một like đi. À, em có cái nước, cái bồi, cái trường, cái bán không? Không ông nội dơ. Xài bằng nút miếng phun vậy nè. Em thấy kem dưỡng mà cái kem cái nám và nhé chị, cái đang cái xài cái kem nám. Kem dưỡng kem nám là một loại, dạ một bây giờ một loại màu bà. Đây. Bây giờ là một loại màu bà. Nè. Bây giờ là một loại màu bà, nám dưỡng một loại một chị, nó không có nám nám dưỡng là bây giờ là một loại một gì luôn nè. Trời ơi, sao cái màu lên thì xấu quá kìa. Nám dưỡng bây giờ có một loại nha chị. Nám dưỡng bây giờ nó có một loại da cục vàng hơn, cho nên là mình xài nám mà xài dưỡng gì nó cũng có một loại màu vàng. Nám mà dưỡng gì bây giờ mình xài có một loại màu, không cần phải xài nhiều đâu nè. Ok chứ Ngô Thanh Thu đây nè chị, nè đây nè, thấy không? Tại vì bên em là còn có vài ngàn hộp nữa thôi là bên em hết hàng rồi. Bên em không có sản xuất cái loại này nữa nha, cái loại này bây giờ nó mắc quá, cái giá nó cao quá, không phải là cái giá nó cao. Nhưng mà đối với những người có tiền thì nó khác, đối với người có tiền thì nó rẻ, mà đối với những anh chị em công nhân thì nó mắc. Nhưng mà đặc biệt á, cho nên là lấy cái thang, cái bỏ cái trên cái bếp á nè, 350 ngàn nha, 350 ngàn đẹp lắm. Mình mua mình để lấy số thoại em nhìn chế, có lẽ cái chơi cái không có biết, cứ biết đẻ cứ chơi không biết đẻ, nội ông nội con đẻ ra cũng phải mì á. Giống được cái rau bắp rồi chắc tới tới dần dần. Có 350 ngàn mấy chị mua đỡ lấy số thoại em nha. Kem bây giờ kem em là bây giờ là em ngưng sản xuất rồi. Em ngưng sản xuất rồi mấy chị. Bán cái gì cho vừa túi tiền xài. Bởi vì cho nên mấy chị đang xài kem em mấy chị mua đi. Để lấy kèm số thoại em 350. Nấu gì vậy? Nướng bắp, nướng bắp. Đây. Rồi mình mua mình để lên số thoại giùm em nha. Ông Nam ở ngoài Hồng Ngự. Em cảm ơn chị nha. Bây giờ trẻ, bây giờ nó trẻ ra 3-4 người nhúm cái nãy cái giờ chưa được. Đâu bây giờ có ai mà nhúm đâu. Trời ơi, cái lấy cái thang, cái bỏ cái trên cái bếp. Cái hết cái xà sản xuất rồi, khi cái đẹp cái mua ở đâu xài nữa. Khi mà chế xài bên em đẹp rồi á, rồi lúc đó chứ muốn mua kem khác xài cũng được. Cho nên là bây giờ chỉ mua chỉ kèm số thoại em nha, cục vàng 350 ngàn. Bây giờ mình mua đẹp đi. Tại hũ kem mình xài khoảng 4-5 tháng là mình mua hũ đi, có 350 nha, có 350 ngàn thôi chị. Mua để lấy số thoại em xài đẹp lắm mấy chị, ô kem này mấy chị xài xuất sắc. Em nói thật sự mấy chị, ai mà gặp em ngoài cũng khen. Cái da bị hào canh bây giờ quá trời đẹp. Cho nên mình mua mình để lên số thoại giùm em đi. Bây giờ trước tiên mấy chị nám á, mấy chị xài, còn mấy chị muốn dưỡng da mấy chị xài đi. Cho nó đẹp, xài hộp đẹp mẹ rồi.
có 350 ngàn à, để lấy số điện thoại giùm em nha. Đi mượn máy à. Từ từ nó cháy. Thì em nói gì nghe này, cái hộp màu xanh nước biển, người ta có kêu bản người mới đúng chính hãng nè, bằng em nó còn hàng giả thì bà đây bù qua đây bù quỷ đơn đi. Rồi bà xài hư cái mặt qua đây bà nói thường người ta nghe. Cái gì nhận đất màu đen hả? Dạ ok chứ, trang hăng quanh ok chị. Ừ, nám tàn nhang đầu mồi đốm nâu rồi đó chị. Cái kia nó làm cái nhang bị cháy nó vốt. Có 350 ngàn à, mình xài đẹp lắm. Xài xuất sắc luôn. Cả ngày lẫn đêm luôn, em cũng đang xài cả ngày lẫn đêm luôn nè cục vàng. Em bữa nay đi vòng vòng cái tiệm nó nghỉ trơn rồi. Bữa nay sao nghỉ má, bữa nay ta khai trương mà sao nghỉ? Có đầu thấy điện nằm đóng cửa chứ, không mở, thả like giùm em mấy chị ơi. Mấy đó 18, 19, 19 đó không mở. Dạ ok chứ Dương Quỳnh, một hộp kem nha, ok chị yêu. Cháy rồi đó. Ồ, tại vì cái kem này em nói thật sự luôn, khi mấy chị biết rồi, khi mà cái làn da mà đẹp á, rất là tự tin. Có cái em nói thật sự, phụ nữ thật sự nha. Phụ nữ thật sự đi qua bên em chơi rất là đông á chị, thấy không? Chưa có cái làn da ai mà đẹp như làn da em. Bởi vì mấy bạn gặp em mới bạn thích. Em mua mắm tôm không? Ông nội tào lao ha. Cho em xin một like mấy chị. Ông nội đang có duyên dùng chứ. Thả cho em một like mấy chị yêu ơi, mấy chị quên thả like cho em rồi. Anh hợp nhé. Lê Kim, Lê Lê Kim cho em số thoại nha cục vàng, tại vì kem này nó dưỡng trắng da, sáng da, mịn da. Em xài kem của chị nè, cái trẻ ra cái gắt nhiều đó, đúng rồi. Tại vì cái kem này là 350 ngàn, mình xài được 3-4 đến 5 tháng tùy theo cái mặt bự mặt nhỏ, mà mình xài cả ngày lẫn đêm luôn. Mấy chị chỉ cần xài kem em, nó thật sự mấy chị cải thiện cực kỳ luôn. Gì nè mấy chị nè, đi ra ngoài nắng bịch chùm lại về nhà mở ra. Nó bị giống như là nó chưa tới than á, còn củi nè. Còn củi hả? Ừ. Nó vàng vàng hả? Ừ. Cho em số thoại. Thì bây giờ mua hũ đi. Ừ. Rồi mình mua mà để lên số thoại giùm em nha, có 350 á mấy chị yêu ơi. Em xài 6 tháng mới hết. Đúng rồi, tùy theo người, tùy theo cái mặt nhỏ mặt bự. Ờ. Chị cho em like nè, cảm ơn Lan Phan, cảm ơn chị. Thả like giùm em đi, chưa có thả like nữa. Ai mua kem mà để số thoại em nha. Ăn thịt chó không? Ông nội vừa không ăn thịt chó, ông nội vừa nội vô hỏi cơ khơi con lóc không ạ. À, Kim Lê Lê Kim ok chị, một kem ok chị, có 350 ngàn mình sẽ xài đẹp lắm. Cúc còn đẹp không? Chỗ Cúc, Cúc em tới Cúc khách sạn của bữa nay hả, nó đẹp cực kỳ luôn. Mình mua cái này nè, mua cái vũ đặng này chạy, mua cặp Cúc mà 1 triệu mấy á. Ờ, bự phải không? Ờ. Trời ơi, nó đẹp dữ lắm ông ơi, thiệt. Tôi nói thật sự nghe, ông đi ngang cái khách sạn tôi, ông dòm cái Cúc, cặp Cúc tôi đi, ông tưởng nó là giống là bông mới chưng. Đẹp cực kỳ luôn, nó tưới nước hả? Ông nó bán hả? Ờ, vũ đặng nè. Ê, cái Cúc cái dao bự mình ha, có cái dao mình chẻ. Được rồi, nhiêu thang rồi mà tôi không? Nó chín chưa chín không? Không nghĩ chứ nó chín đâu. Nó lỏ lỗ đây chút bà hả mồi đó. Đóng rồi. Không chín là chưa, dễ gì chứ. Nè, cái thang này vô là nổ bát bát nè. Chưa, nó chín á. Còn... nhiều thang nếu được rồi. Đẹp lắm mấy chị xài rồi, mấy chị thích lắm em nói thật sự. Kem này cái dùng cái mặt cái sáng ra cái mình cái có cái kết quả cái rõ rệt. Dạ đúng rồi, nhớ năm sau ủng hộ nữa nha. Ok cục vàng, năm sau tìm ông Vũ Đặng mua bông nè, đẹp quá. Ơi tới bây giờ mà bông chưa tàn luôn. Thọ cũng vậy, ổng không có kích thích nhiều, ổng trầm thiên nhiên, còn mấy cái chỗ kia nó gần tới nó bơm kích thích, bởi nên mình đem về móc kia nó bạn luôn. Nó đẹp hồng bầu bữa nay ha. Tôi mới ra bữa mùng 4 đó Hào, bữa mình đi đó thánh thằng tôi nói bà nó nở như là bà mới chưng bán vậy đó. Đẹp dữ lắm. Ông bự ha. Ừ, dưới là bông thọ của ổng luôn.
Con thỏ mình mua của ai cả? Mua của ổng luôn phải không? Mua của ổng mấy chậu đó. Con thỏ bự bự không đó, mà rẻ nữa. Ừ, năm sau tôi mua cho. Chính xác anh đang ở đây nè. Chính xác anh đang ở đây nè là gì? Chị có bán cu không? Không nào với ông nào quý. Nhớ lưu số lại. Dạ. Thứ gì? Có tứ, ngày nào cũng tứ nữa. Bẻ đi. Mày lội lồn với tao à, hai cái bắp tớ trời đẹp à, mày kêu bẻ hoài. Rồi bắp tớ mày ăn không hết, tao thồn vô cái bắp vô họng mày à. Đã tao gặp cái bắp tao cưng thấy ghê luôn, cây bắp hào chồng đó. Hào chồng tao nó uống nuôi hào. Kem nám 350 ngàn em mua cho em số tội nha mấy cái tình yêu ơi. Đẹp lắm. Thả lại mấy chị, mấy chị nãy giờ không có thả lại cho em gì trơn, buồn mấy chị quá. Nó nói hai nó tính bàn thằng bẻ trái game thôi. Lời lộn tao à. Nha. Nè ngồi không? Đây có cái dĩa nhỏ nè. Có không? Em để cái này lên nè, tao không ngồi nè. Ngồi lên đây đi. Cho nó đẹp đẹp, có đúng rồi ngồi gì đi. Lấy cái lĩa mới bẩn kìa. Có cái dĩa bên nhà lá bên đó. Để thấy đi. Tao bỏ tao tin hai cái nữa được ngồi một cái. Hết có mệt rồi ha. Kem nám 350 ngàn, cặp bông nhà dạng thọ cái cô của em cái ở cái khách sạn cái của em đó. Cái gì? Đang bắp nướng mới chịu nghe mấy chị. Đang bắp nướng tự nhiên thèm bắp nướng. Rồi mình mua na kem thì mình để lại số thoại giùm em nha mấy chị, kem nám kem dưỡng 350 ngàn nha. Nhảy mũi. Nhảy bụng ra. Tối nha. Dặn mơ nghỉ cơm đi. Anh đang ở khách sạn em nè. Thảm Bon Bo. Dạ, anh ngủ khách sạn em hả? Cảm ơn anh. Chưa cưng. Nó chưa có ấy, nó chưa. Nó còn lu bu á, Tết nó còn lu bu á. Tết nó còn lu bu. Mát quá. Vậy? Mát, gió động mát quá. Có cái nước cái hao không chị? Có nước hoa hả? Có. Nước hoa 190 ngàn cặp, hai chai hai mùi thơm lắm, mày bao chị thơm nguyên ngày luôn, cho em số thoại giùm em đi chị. Ăn cảm nó sơ không? Sơ mà. Anh mới lên tớ. Vậy hả? Rồi mình mua mình cho em số thoại giùm em chị, nước hoa đó chị nước hoa. Cái bữa nào cái vô cái tăng hồng cái ghé cái nhà chơi cái cho biết nhà em người đẹp. Dạ hà của anh ơi, em lúc hoàng hoàng chúng đi nó đi ông nội nó bình luận kỳ cục quá. Cởi nó đi chị, cởi nó đi, cởi nó đi. Đi hả? Đi đi má, đi đi, biết đi, biết tới tính ra ngoài nó giật chờ nó giật chồng ta tao la làng lên là thiện ơi thiện. Vậy tứ ít thôi chị, tứ nhiều quá nó tràn nước ở ngoài. Dạ chị. Rồi mọi người mua để là số thoại em nha kem á, mấy chị em chỉ còn mấy ngàn hộp nữa thôi làm hết rồi nghe mấy chị ơi. Mấy đứa em mới chia ra nó bán nữa bởi vì nhanh hết lắm đó, cho nên mọi người mua mọi người cho em cái số điện thoại nha. Nám là 350, mấy chị không nám mấy chị cứ dưỡng da cho em, nó thật sự rất là đẹp luôn. Cái da mình đẹp là nó ok nhất luôn, có 350 thôi miễn ship luôn nha mấy chị. Nám hay dưỡng mấy chị cứ để lên số thoại giùm em. Cái màu bắp nhìn nó xanh quá ha. Dạ Cẩm Phượng ơi, cho Cẩm Phượng ơi, cắn Phượng ơi cho em số thoại nha cục vàng.
350 chục ngàn cho học anh số thoại cục vàng yêu ơi, có 350 chục ngàn thôi, tại vì em còn mấy ngàn hộp nó làm nghỉ sản xuất rồi. Nguyễn Dung một nước hoa ok chị yêu, ok chị yêu Nguyễn Dung nha. Còn chiếc cầm thưởng cho anh số thoại chứ có bán cái nước rửa chim không? Có luôn, nước rửa chim có luôn nha. Nước rửa chim là nước vệ sinh phụ nữ. Ở đây em biết chỗ nào ăn ngon chỉ với nói đi hả, ăn ngon hả? Anh thích ăn ngọt ha, là gì? Dạ. Lỡ bây giờ quay một cái lò lửa bắp cho em. Bây giờ anh lỡ ấy đi, lỡ làng chài đi, lỡ làng chài ăn đi, lỡ làng chài đi. Hải sản rồi đủ luôn. Lỡ làng chài ăn đi ngon lắm. Cái làng chài á cuối đường, nó gần cuối đường. Ăn đã làng chài, lỡ làng chài nó Hà Quanh giới thiệu, lỡ làng chài á ngon lắm rồi, ngon cái gì đã gì, có cái vỏ không không mà không thấy hộp bánh đâu, có ta cắt cờ đó cắt rồi, tôi cắt cái trong nhà má, để nửa tối vợ chồng nó bụng rồi lục ra ăn, bà nội chứ lẽ lết lồn đi ra đây nữa không, để ngoài đây cái gì. Bà nội vô mấy má tôi để cho con đĩ nó ăn mà mấy đĩ gì phồn phồn thế. Anh có lái đò đi, anh có lái đi. Ủa đây vậy Hào? Thuốc. Anh ngồi trước nói chuyện với em coi. Anh bán hàng cho vợ coi. Bây giờ. Rồi đừng lo cho vô. Em đi Hào đi nhập tôi một mình cô. Rồi mấy chị mua gì thì lên số điện thoại mấy chị ơi. Kem nám kem dưỡng 350 ngàn, nước hoa dung dịch vệ sinh mấy chị mua thì cứ bình luận lên ha. Này mấy chị coi, này giờ này phem nước bắp vui không? Đó, đã không? Ê, mấy thùng nó để nửa chút lửa mà. Để nửa chút lửa. Cuối này coi. Cuối này coi. Để dành chút lửa. Đã không? Giờ ngồi nước bắp nóng. Quán Tiết Minh ăn được không em? Được, nói chung là Tiết Minh làng chài thì anh mấy món ok rồi. Được anh. Anh cả làng chài đi, làng chài Tiết Minh hai món đó ok đó. Anh thích ngọt ra làng chài đi. Giờ này chúng bên bắp nướng nha mọi người. Đó, nướng bắp nha. Ở dưới quê giờ này thấy gì còn không khí Tết ghê không? Cái này giống đêm thì giao thừa vậy mới vui ha. Giao thừa ngồi nướng bắp cũng tụm cái bài xong bài ở đây quýnh nữa. Quýnh bài lai gai đón giao thừa luôn. Đã không mấy chị? Bắp nướng. Ồ kìa kìa, y cái ăn là rút báo luôn kìa kìa. Mấy cái này thì sao, nó còn ấy. Đón giao thừa luôn mấy chị ơi. Còn than ấy, còn mấy chưa cháy á, nó chưa cháy. Trở lại hồi xưa, giờ hai đứa em từ thành phố Hồng Ngự giờ vô chung quê ở rồi, vô chung quê sống rồi. Thành phố về thôn quê cái gì? Còn bài hát gì đó. Còn người ta từ ở quê tôi muốn lên thành phố, còn hai đứa em từ thành phố giờ hai đứa về quê lại rồi. Tết có về nhà thăm ba mẹ, công an em về được 3 ngày. Em về rồi bữa 30, mùng 1, mùng 2. Thì cúng bên nội bên ngoại không, mùng 1, mùng 2 rồi. Nó quậy hoài đây nha. Gì vậy? Mày với Tài kìa. Em về rồi, em về bữa 30 mùng 1 mùng 2. Em đi cúng vòng vòng bỏ hết ngày mùng 1 đi cúng. Quê em ở Châu Đốc An Giang nha. Sao lật lại nó đã cho mấy chị. Mấy chị mua gì cứ bình luận lên nha, kem dưỡng em nám 350. Có Kiều Anh đi không? Không, vợ em bên đây. Là gì? Họ có về quê chồng không? Không, tại vì nhà mới đâu có bỏ nhà mới được. Trời ơi, nó xẹt ra giống hình là đốt áo luôn rồi. Đã không anh chị? Đã. Ơi, cái này phải Tết mà đốt Tết mà nướng ăn gì bà nội vậy? Ủa, mình quên ăn bắp. Ta đón gì nè. Mình đón ra thường mình ăn bắp mẹ. Ăn bắp cho chắc như bắp mấy chị. Tôi mua đó mà với đậu đó, bắp với đậu đó mà tôi kiếm tôi mua không có thì không có về. Nổ đã không có. Đẹp không? Nổ như là? Như pháo hoa. Không bán đồ đi, ngồi nói gì của anh bán giờ mà, ăn nhớ đọc tin nhắn chị nha. Ok chị,
mấy chị mua gì cứ bình luận đi chứ mấy chị hỏi có hỏi gì đâu. Nữa. Mấy đó này cái làm đó thầy coi. Đó gì ra ngoài à? À kêu anh đẹp gái quá hả? À? Vợ em mà. Cho nên lấy cái lò bắp cho nó đẹp rồi đổi thôi. Tao không đẹp hơn cái lò bắp phải về. An lâu chị không thấy An, bữa nay em phát tiếng rồi nha. Đúng rồi, em lên 5kg. Mình lên 10kg, mình bớt nó 5kg ra đây, bớt nó dốc đây. Mà hôm 75 bữa nay lên 80, 5kg. Còn lúc mới qua là 71kg. Cái này vô là không gan không có được đâu. Thôi, sao ăn? Này bữa em mua đã đang gan hả? Vô bao rồi. Không phải đang gan hả? Rồi mấy chị mua gì lên đơn nha, kem dưỡng kem nám 350 ngàn, nước hoa một hộp hai chai 2 muỗng 190, kiều anh đi. Kiều anh đi là cái gì? Tôi thấy nửa chồng mấy hướng dương được đó, tại bà quá. Tôi bán thì em dục được rồi nè. Thế nào? Cây dục ở đâu ta? Đem trước nhà dục chứ dục xong. Ơ mà dục lên cái cây đó đi, cho nó có đất. Dục vô cây vú sữa. Nhà em 3 anh em còn 2 anh em nhỏ nữa. Có làm mỡ hành không? Đúng rồi, bắp nướng này là phải mỡ hành với nước mắm. Để lên cháy 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 thôi. Chét lên cho bắp. Đi để mỡ hành trong tủ lạnh có đó. Có. Có. Còn một bọc hành mới mua chiều mà. Bọc hành mới mua chiều chỗ sàn nước có đó hả? Có mấy góc hành còn sẵn rồi á. Đi 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 tôi nướng cái lột da cái đầu dưới mấy hành mới ngon. Ơi bắp này được bắp miếng anh ấy ngon. Dầu ăn bắp lên hả? Một miếng dầu ăn rồi hành để vô, một miếng nước mắm. Ờ không để sống rồi ra đây ta chan vô. Rồi hắn lên chứ sao vậy? Người ta để lên lửa chứ nấu dầu ăn chứ sao để sống mà tư. Ừ, tôi thấy mà người ta bắn bắp người ta hành ta bầm một vòng ra để miếng dầu vô ta chế miếng nước mắm quậy quậy lên nè cho nóng. Không. Cãi nữa. Không có rồi ta mới quẹt vô trong trái bắp rồi ta mới nướng nó mới chín. Anh thấy mấy người ta nhúng nè. Anh đừng có cãi. Thì có nghĩa là cái trái bắp người ta nướng rồi bắt đầu người ta mới bỏ lên ta nướng. Ờ. Chứ ta nướng sống hành sống rồi người ta trụng giết rồi ông thấy nó chín á. Em nói vậy phải rồi kiểu người ta trụng cái trái bắp nó nóng đó. Xác rồi đem vào đây. Miếng nước mắm vô với đồ ăn. Miếng bột ngọt cái nước mắm đó là tá lãm binh đó, tá quả tâm tinh đó. Ờ chứ đâu có cần nấu nữa. Lại tại mình nhúng bắp là nó đã nóng rồi, nó đã chín rồi. Cái đấy là nướng cho bắp xong quẹt lên ăn luôn. Không. Người ta nướng xương xương lại. Nướng xương lại cho nó dính vô á. Chị quá cái quá cái bầy cái bầy cái gồi ca ca quá đau họng bắp phải bắp nếp đâu làm ơn cho hỏi thăm Mỹ. Hổm bắp chị Kiều Anh cắt da căng cắt da có đau lắm. Xin lỗi hỏi vô duyên không chị đâu có gì vô duyên đâu chị vô cái cơ địa mỗi con người không nói được nha cơ địa em là cơ địa châu nó không có bị gì trơn á làm một lần là 4-5 tiếng đồng hồ đó mà gọi bà Hà Nội xong xui chân ha là đi ra bình thường còn bà này nó ối lên nó xuống nè nó cho nên là mình không nói được. Cho nên là em thật sự là em không đau thì em nói không đau. Còn cái cơ địa của người nó đọc khác. Nè làm như tôi còn. Tới bữa nay tôi còn không chỉ đây nè. Tôi gờ còn không chỉ đây. Còn sót mày nè. Chân mày đu chân mày chứ còn sót không chỉ nằm đây nè. Để nữa đi ghé vô bệnh viện để cho nó còn ấy xong nó cắt da. Không chỉ chứ. Nướng bắp chị xong cái mớ cái quét mỡ hành lên. Mấy chị cho em xin một like, mấy chị yêu bấm cho Hà Quanh một like nha cục vàng ơi.
Còn mấy chị mua kem nám, kem dưỡng thì cho em số thoại nha. Có 350 ngàn, thôi xài rất là đẹp luôn mấy chị ơi, xài đẹp lắm. Em bảo đảm mấy chị luôn, mấy chị xài là mấy chị xuất sắc luôn. Tại vì kem em còn có mấy ngàn hộp nữa thôi là bên em ngưng sản xuất rồi. Ồ, bên em sản xuất một lần là cả 100 ngàn hộp á. Ừ. Ở như vậy yên tĩnh. Dạ đúng rồi chị. Còn mình mua mình cho em số thoại ngay. Chị căng toàn thẩm, chị căng toàn hông. Em chỉ căng từ cái bát này nè, đảo xuống tới đây à, rồi lòn cái lỗ tai. Ờ, nám chăn sâu dùng hết. Chạy vô, chị nám chăn sâu đúng không? Chị nghe lời em. Chị bây giờ là chị đã xấu rồi. Chị đã nám chăn sâu là chị xấu rồi. Bây giờ chị cho em cái số thoại đi, em tư vấn cho chị. Bà Lâm, bà lấy cho tôi cái hộp kem màu xanh cho bà Lâm. Ờ, cho em số thoại đi chị. Cho em số thoại liền nha. Để em tư vấn cho chị. Em bảo đảm chứ, chứ xài trong vòng 15 ngày thôi là cái da mặt cái khác liền. Nhưng mà chứ phải nghe lời em. Xài kem em đi đẹp lắm. Tại vì cái kem này nó nhanh cải thiện lắm. Ừ. Chứ lan trần nó cho em số thoại lan trần 350 cho chị. 350 chứ xài 4-5 tháng chờ lắm. Cho em số thoại đi chị, có 350 thôi mình xài rất đẹp luôn. Nổ như nổ Tết trời. Nổ Tết mình đốt vậy mình ăn. Ừ, đón giúp gì. Ừ, phải bữa 29 mình mua bắp gì nè, nướng gì. 30. Ừ, đêm 30 á. Ừ. Cho em số thoại đi chị. Bảo đảm luôn chứ xài rất là đẹp. Chứ xài rồi xong chứ thấy nó cải thiện chứ ham liền. Cho em số thoại chị. Nổ quá trời nổ rồi nè. Cứ biết đâu. Nổ gì à. Ừ. Khỏi đốt. Rồi đâu có tiêu mà hỏi rồi đi mất tiêu luôn rồi. Buồn mà ghê vậy. Mới mua Úc Nhi rồi hả? Mới mua Úc Nhi qua Úc Nhi tư vấn cho bà. Anh mời đứa thuốc anh ơi. Truyền thuốc rồi nè. Nó đốt pháo luôn. Trời ơi. Ê coi kìa, nó nổ như pháo bông quá trời kìa. Quay lại coi. Bà quay lại coi kìa. Bà nội đã mất khách nguyên cái ra. Ra cho niêm nè. Đây nó ta niêm ra. À cái chị tư vấn đi. Ờ Hào nhảy qua nhảy lợ đi Hào. Nhảy đây. Con tai ra, bà kêu con tai ra. Bà nó đốt muối nữa. Bà kêu tai. Sao kêu tai, nó quang ức lắm. Thì nó quang ức đó. Quang ức đó. Mà vô tội đúng rồi má ô. Thì tao có tội. Tao có tội gì, tao có chồng, tao không đi lấy bậy được. Hành lá mà để tủ đông. Đỏ lửa. Thanh thằng con hành lá mà đi để tủ đông, tôi lại ông luôn mà. Để ngăn mát xong để. Gao đừng để tủ tủ đông là nó. Là hư. Hư chứ. Rửa cái nó giật trơn. Còn bà nội bà không lấy nước mắm bà nội. Thằng muối, muối rồi đã ăn muối rồi đã nước mắm nữa. Muối cũng được, muối. Nước mắm mới thơm má ơi. Miếng thôi. Nước mắm mà nặng dữ lắm. Thì mày để ít má. Rồi mày để dầu ăn vô. Cái đó cái gì vậy? Đường miếng nha. Ừ để miếng nè, con miếng nè, con kỹ làm ra nè, chị chữ nó che chị. Mày lại lắm cái gì vậy? Nè bỏ vô. Rồi. Nè mày xách, ghê đẩy lên đi Hào. Xách mấy này vô đi. Xách vô cái này
xuyên đó mà đi đây. Đó, rồi, rồi dưới lấy cái muỗng nữa. Tao mất cắn cái này rồi. Thôi khỏi lấy muỗng nó, muỗng ở đây có. Rồi đi đi, mày đừng trả treo với nó. Mấy cái con làm biến nó hay la lắm. Liêu 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 liêu. Liêu liêu liêu. Nước mắm này hào. Bà đùa nó vô bà Tư. Nó ở dưới đít nó quá trời. Thôi bà để cho bắp nó trong đó cũng được. Nướng bắp, bắp đã lắm. Nướng bắp, giờ này mà nướng bắp ăn là bà nội còn gì bà. Đi mua không có ngon. Thiệt, mình bằng cực mình ăn mới ngon. Ủa, bà điều hành quá, giờ này bà bịt khẩu trang. Sợ nó văng mặt hả? Hành lá cắt cắt nhuyễn, bỏ vào tủ để lăn, đá ăn cả năm không hư. Bà nội vô, bà đây, tôi ra gửi bà nghe nè, cái bọc cà bắp. Em đem ra y gan là giống như nó sấy giòn vậy đó. Cho ba người coi. Chết rồi. Bữa nào đi về ngoài lấy nước mắm mới được. Đưa cái muỗng này hả? Lấy muỗng giùm hả? Ngoài kia á. Căng có đau không em? Cái cơ địa em nó không đau. Thật sự luôn. Cái cơ địa em nó không đau, còn cái cơ địa mới chỉ là em gặp người ta làm xương xương thôi, nó sưng mặt sưng mài rồi nó bầm tím nữa. Còn em là cái cơ địa em nó không có đau. Nướng bắp ăn. Bây giờ làm mỡ hành nè. Cho nên là mỗi người chị ơi chị, cái bà này bà làm có chút xíu thôi mà bà chích lên chích xuống có đau tùy theo người chứ, cho nên là em không có đau thì nó không đau, em có xong nó dĩ à, không có đau bình thường. Nhưng mà mình mới làm nha, cái mặt mình nha, giống như là ở đây là khác, ở trong đây là khác nha, nó cảm giác như vậy đó. Nhưng mà biết quen chừng 2 tháng là màu giật giật không giật giật là biết sao. Mình bịch cái này á, mình bịch nó siết vậy nè. Bà nói cái đó mày bịt mày không bịt nó đâu có giật má. Đó. Căng cái da. Căng lên rồi cái mặt mình không có sợi. Nó không có sợi, mình trẻ lắm. Trẻ thiệt. Nó trẻ nha. Cái càm nó cũng dễ thương nha. Còn có cái cừ hơi giả tạo. Cừ nó không có... Nó phải nhăn đùm á là nó mới thiệt. Vậy. Cái này có tiền lắm cái gì mà ấy vậy? Có tiền lắm mà xong chơi chu kim ta đi mà không lội lộn tao giờ. Mấy chị ơi, mấy chị nó nghe nè, mấy chị mua nước hoa đi. Mua nước hoa xài đi. Mua nước hoa xài đi. Nghe mấy chị yêu, mua nước hoa xài nha. Mua nước hoa xài nha. Tại vì á, mấy chị phải xài cái nước hoa này rồi xong em sản xuất cái chai lớn, mấy chị mới xài mới dám mua xài. Nước hoa của em bao mấy chị thơm nguyên một ngày luôn. Nước hoa hàng nhập khẩu nó không hơn hám gì nước hoa em luôn. Cái mùi rất là dễ chịu nè, đàn ông đàn bà xài được hết luôn. Chỉ có 190.000 hai chai hai mùi. Thích mùi nào đó mơ mốt em sản xuất rồi xong mình mua. Bây giờ mình mua đi, thiệt đừng có quan niệm, đừng có quan niệm. Em nói thật sự luôn, em xài em thích chứ lắm. Hai chai hai mùi có 190.000 chị, miễn ship luôn, thơm chứ lắm. Bà xịt cho một cái là hài lòng liền. Thanh mát nè. Tới bây giờ là nực nực
nực tớ đó, mồ hôi nó đổ nhiều, nóng nè, tới tháng nóng tháng 2 tháng 3 là nóng dữ lắm đó. Mà xịt một giọt gì thôi nó thơm nguyên một ngày luôn đó, đó thấy không? Trời thơm đã, quá thơm mà chịu hết nổi, là thơm dữ lắm, nó thơm thiệt, thật sự nó rất là thơm luôn. Mà mình để chiếc nút hoa kèm số thoại em 190.000 em bao ship luôn, hai chai hai mùi, hai chai hai mùi chị 190.000 nó thơm dữ lắm. Còn mơ mốt em sản xuất cái chai bự mấy chị mới dám mua, nó chắc cú rồi mấy chị, mơ mốt mua cái chai bự giùm em nha, cho em số thoại nha cục vàng ơi, để chiếc nước hoa kèm số thoại em mua đi xài đi, tại vì cái bắt đầu tới là tháng mùa hè tới là nó nóng dữ lắm, mình mua mình xài đi, rồi mơ mốt em ra cái chai bự mấy chị mua. Kem chị mụn không hay gì vậy, kem chị mụn không là tiếp chị mụn đúng không, tiếp chị mụn đúng không, hay là cái kem dưỡng da rồi chị mụn luôn, dưỡng da chị mụn luôn 350, còn cái kem mụn không á là 192 tiếp. Cho số thoại đi mi chằng rồi nữa em tư vấn cho. Cho số thoại đi rồi em tư vấn cho chị. Cho một cái số thoại cục vàng ơi. Bốn con số 3 chốt đơn cho chị là đúng chính hãng của em nha. Bốn số 3. Không phải, nước ở đây nó ngọt. Nước ở đây ngon. Thank you.